tôi sẽ điều khiển Tatanka Lachman. Vì vậy, giáp của Tatanka Lachman cứng quá. Hãy đem nó về căn cứ đi Tatanka Mezaman. Được thôi. Mày phải chết. Gì đây? Mày quá cứu kịp lúc. Anh bạn có ổn không? Tôi vẫn ổn. Chỗ này nhìn xịn quá. Ai đây? Ê anh bạn, có chuyện gì ở ngoài kia vậy? Để tôi cho cậu coi. Nè cậu coi đi. Đâu, để tôi xem nào. Có chuyện gì thế? Tồi tệ quá. Có cách nào để giúp không? Chúng tôi không thể giúp đỡ. Chúng ta không đủ về số lượng để có cơ hội chiến thắng cao. Chúng ta phải dành thời gian và tạo đủ bản sao. Làm ơn hãy hiểu. Vậy là không giúp được rồi. Rồi thì tôi sẽ tạo ra một dạng bên sân bân phiên bản mới. Cuối cùng cũng xong. Giờ thì tạo sự sống. Chỗ này là chỗ nào đây? Cái gì đây? Hoàn hảo. Thưa cha, tôi đã tìm thấy nơi trú ẩn bí mật của họ. Có chắc không vậy? Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi chắc chắn. Được rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Chiếc tivi này thật là cũ. Bọn họ đang làm gì ở ngoài kia vậy? Ai biết? Bethany, con đang làm gì thế? Con nhớ bố. Bố đã hứa sẽ về vào dịp sinh nhật con. Và hôm nay không phải sinh nhật con, mà là ngày mai. Thôi nào, đi chơi với người khác được không? À được rồi, con rất mong được gặp lại bố. Lẽ ra họ nên cử thêm lính canh. Chúng ta không đủ. Nhưng hiện tại chúng ta là loài duy nhất có thể nói. Những loài khác không ổn định. Vâng, họ biết ít về cuộc chiến này thì tốt hơn. Rốt cuộc họ là những người cuối cùng. Có chuyện gì vậy? Cái gì? Không thể nào. Không ai có thể tìm thấy nơi này trừ khi có người gửi tín hiệu từ bên trong. Tụi mày chết đi. Mày bắn ai vậy? Anh bắn nó đi. Vẽ lại thôi nào. Chết một người rồi. Tôi tới rồi đây. Ta bắn người đẻ. Hãy chết đi. Thật là kỳ lạ và yếu đuối. Tôi đã mong đợi CKB đi to lất này sẽ là một trong những CKB đi to lất có khả năng tự hủy hoại. Hãy tập hợp tất cả chúng lại. Chạy lẹ thôi. Bạn chạy đi đâu? Thật là tồi tệ. Chạy lẹ thôi. Đừng, đừng bắt tôi. Người tránh ra. Tôi không muốn là điều chút nào. Nằm im đó. Giờ thì đi hướng kia. Có chuyện gì vậy?
các người không chạy được nữa đâu. Có chuyện gì đây? Có chuyện gì vậy? Im lặng đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn họ là con người, không phải là Shikibi đi đâu. Con người. Hệ thống của tôi không chứa dữ liệu đó. Tôi cho rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy con người trước đây. Chúng ta có thể tha cho bọn họ được không? Với sự tôn trọng, tôi không đồng ý, bạn à. Trên đời này không có thứ gì hoàn toàn vô hại. Những con người, nhà vệ sinh CTBD, yếu hay mạnh, trẻ em hoặc người lớn, để tránh những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, tất cả các mối đe dọa phải được tiêu diệt. Hãy chết hết đi. Không thể nào. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Chúng ta phải làm vậy. Tất cả các người phải chết. Commander.